SUV Line Coupe giá rẻ Toyota Urban Cruiser Tayson chính thức trình làng, cạnh tranh Kia Soulnet. Hôm qua, ngày 3 tháng 4 năm 2024, hãng Toyota đã chính thức ra mắt mẫu xe hoàn toàn mới mang tên Urban Cruiser Tayson tại Ấn Độ. Đúng như tên gọi, đây là phiên bản SUV Line Coupe của dòng xe cỡ nhỏ Toyota Urban Cruiser Highlander hiện đang bán tại thị trường này. Toyota Urban Cruiser Tayson vốn là mẫu xe được phát triển dựa trên Suzuki FZ-ONX. Đây là mẫu xe Toyota tiếp theo được phát triển dựa trên sản phẩm của đối tác ruột Suzuki, sau Lancia, Urban Cruiser và Rumion. Tại thị trường Ấn Độ, Toyota Urban Cruiser Tayson có 6 phiên bản và giá bán dao động từ 774.000 đến 1.304.000 rupee, khoảng 231 đến 390 triệu đồng. Như vậy, mẫu xe này có giá khởi điểm cao hơn Suzuki FZ-ONX, trong khi bản cao cấp nhất lại rẻ hơn. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ hè ARTECT của Suzuki, Toyota Urban Cruiser Tayson sở hữu kích thước tương tự Suzuki FZ-ONX. Kích thước dài rộng cao của xe lần lượt là 3.995, 1.550, 1.765mm và chiều dài cơ sở 2.520mm. Đúng như dự đoán, Toyota Urban Cruiser Tayson chỉ thay đổi nhẹ về mặt thiết kế ngoại thất so với Suzuki FZ-ONX. Theo đó, mẫu SUV Line Coupe giá rẻ nhà Toyota được bổ sung lưới tản nhiệt mới với mắt lưới tổ ong và cản trước cải tiến. Dải đèn LED định vị ban ngày nằm phía trên đèn pha, sát với nắp capo, cũng được thay đổi thiết kế so với Suzuki FZ-ONX. Thay đổi còn lại của Toyota Urban Cruiser Tayson so với Suzuki FZ-ONX nằm ở vành hợp kim 16 inch có thiết kế 5 chấu kép, cụm đèn hậu LED và logo của hãng Toyota. Cũng như Suzuki FZ-ONX, Toyota Urban Cruiser Tayson được trang bị cụm đèn pha LED với 3 bóng, thiết kế nóc dốc về phía sau theo phong cách xe coupe, nẹp nhựa màu đen ở hốc bánh trên bệ cửa và dải đèn mỏng nằm vắt ngang cửa cốp, nối liền với đèn hậu. Khi mua mẫu SUV Line Coupe mới nhà Toyota, khách hàng Ấn Độ có thể chọn các màu sơn ngoại thất như trắng cà phê white, bạc enticing silver, đỏ sporting red, cam lucent orange và xám gaming gray. Trong đó, 3 màu trắng, bạc và đỏ có thể kết hợp với nóc đen tương phản. Bên trong Toyota Urban Cruiser Tayson là không gian nội thất phối hai màu đen, nâu. Thiết kế và trang bị nội thất của mẫu xe này không có gì khác so với Suzuki FZ-ONX, trừ logo của hãng Toyota trên vô lăng. Cụ thể, Toyota Urban Cruiser Tayson được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto, Apple CarPlay không dây, hệ thống điều hòa tự động, màn hình hiển thị thông tin kính lái H, camera 360 độ, sạc điện thoại không dây và kết nối với đồng hồ thông minh. Trong khi đó, trang bị an toàn của mẫu xe này khá cơ bản với 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD và móc ghế trẻ em. Nằm bên dưới nắp capo của Toyota Urban Cruiser, Tayson là hai động cơ được bê nguyên từ Suzuki FZ-ONX sang. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.2 lít, sản sinh công suất tối đa 90 mã lực và mô men xoắn cực đại 113 Nm. Động cơ đi với hộp số sàn 5 cấp tiêu chuẩn, hoặc hộp số sàn tự động AMT tùy chọn. Thứ hai là động cơ xăng 3 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.0 lít, cho công suất tối đa 100 mã lực và mô men xoắn cực đại 148 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Ngoài ra, hãng Toyota còn trang bị cả động cơ chạy bằng khí nén thiên nhiên CNG với dung tích 1.2 lít cho mẫu SUV Line Coupe này. Tuy nhiên, động cơ CNG chỉ dành cho bản tiêu chuẩn của xe. Tại thị trường Ấn Độ, Toyota Urban Cruiser Tayson cạnh tranh với những đối thủ như Suzuki FZ-ONX, Kia Soulnet và Hyundai Venue.